4 bước để có một ly cà phê đen đá ngon chuẩn vị. Bước đầu tiên chúng ta sẽ là khởi động máy. Thì em đã quay một clip và hướng dẫn về cách khởi động máy rồi. Anh chị nào mà chưa xem có thể comment ở bên dưới, em sẽ gửi được link cho anh chị. Rồi bước thứ hai chúng ta sẽ là chỉnh độ xay của máy. Khi chỉnh độ xay của máy, mình đầu tiên mình sẽ xay ra một ít, mình xem cái độ xay có được đạt hay chưa. Đây, như độ xay trên là độ xay đã đạt nha anh chị, nó không bị vón cục hoặc là bị thô quá đó. Đây anh chị có thể coi nó dạng như là muối iốt ăn ở dưới nhà mình đó anh chị đó. Thì em sẽ đây, khi pha một ly cà phê mình sẽ lấy một tay cầm là hai xót, em sẽ lấy một tay cầm hai xót nè. Đó, thì tay cầm này nó tương ứng với tầm là 18 gram bột nha. Còn tay cầm một xót thì tầm cỡ khoảng tầm 9 gram. Rồi, cách nén thì thao tác chúng ta sẽ là để cục tamper thẳng và vuông góc. Sau đó mình sẽ ấn một lực vừa phải, tránh tình trạng là mình sẽ nén lệch bên trái hoặc bên phải. Và lưu ý là mình sẽ không gõ vào tamper nha anh chị. Đây em sẽ nén một lực vừa phải. Rồi tiếp theo em sẽ gắn tay cầm vào họng máy pha. Khi gắn anh chị lưu ý giùm em là mình sẽ xả nước, một ít nước, để cho tránh cái cặn bã nó dính ở trên họng của máy pha của những ly đầu. Rồi, thì máy em đã cài đặt sẵn cái định lượng nước là tầm là 60ml. Đó, bây giờ em sẽ ấn pha tầm 60ml nha anh chị. Rồi, mình lưu ý giùm em là dòng chảy chiết xuất ra nó kẹo, nó không có bị loãng quá. Đây là vừa đủ 60ml nè anh chị. Đó, tính luôn lớp bọt ra mà. Thì để có một ly đen đá mà ngon á, thì cái bước quan trọng là bước làm nguội. Thì anh chị cứ chuẩn bị giùm em là một cái sắt sắt inox nè. Đó, mình sẽ ngâm vào trong thùng đá luôn. Rồi, mình sẽ đổ cái nước cốt cà phê mình mới chiết ra còn đang còn nóng anh chị. Đó, mình sẽ đổ trực tiếp vào trong đây. Rồi mình lắc đều tầm 5 giây là được, để cho nước cốt cà phê nó đang nóng á, nó nguội bớt đi để mình bỏ đá vô không bị tan đá. Thì đó là cách em mới chỉ anh chị là 4 bước để có một ly cà phê đen đá ngon chuẩn vị. Thì em mới hướng dẫn cho anh chị 4 bước để có một ly cà phê đen đá ngon và chuẩn vị. Thì ở clip sau em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách vệ sinh máy Karimali một lúc này một cách chuẩn nhất.